chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast của Người Trong Muôn Nghề và mình là Xuân Quỳnh. Các bạn ạ, trong số ngày hôm nay thì sẽ có sự tham gia của mình này, của anh Andy và của một vị khách mời vô cùng đặc biệt nữa. Mà phải đến cuối chương trình các bạn ngồi lại thật lâu với chúng mình thì mới biết đó là ai. Tại vì là trong số podcast này thì chúng mình sẽ cùng ngồi lại với nhau này, ôn lại một chút về hành trình của Người Trong Muôn Nghề trong 5 tháng qua kể từ khi chúng mình phát sóng. Và đồng thời thì chúng mình cũng sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện về những cái trải nghiệm tuổi 20 của chúng mình. Tuổi 20 rất chênh vênh, rất lắc. Đúng vậy, chênh vênh sóng gió, lênh đênh. Ok, đó. Thì nhìn chung là tinh thần của chúng mình hôm nay là vậy, là rất là nhiều sóng gió sẽ ồn ập đến trong số này. Đấy, dồn dập đến trong số này. Và mong là các bạn sẽ ngồi lại cùng với chúng mình để lắng nghe và chia sẻ với chúng mình. Mong là các bạn sẽ ok chưa nào? Đang mặc đầy đủ. Nếu các bạn nào đang ở miền Bắc thì ăn mặc đầy đủ và không thì hôm nay sẽ hơi lắc, gió ốm đấy. Và để tổng kết lại cái cuộc hành trình mà chúng ta đã đi với Người Trong Muôn Nghề ở đây thì vừa đợt gần đây chúng ta có một cái chương trình tặng quà các bạn đúng không Quỳnh? Dạ vâng, rất nhiều quà luôn á. Rất nhiều quà luôn đúng không? Nhiều đếm không xuể luôn. Vâng. Em có được quà không? Bản thân em thì rất là mong muốn được quà nhưng mà em lại không có đủ cái sự kiên nhẫn nhé các bạn. Đấy, thế nên là mình dành spotlight trong số này, còn spotlight của game thì lại dành lại cho các bạn đúng không? Quà chả lẽ mình lại tranh với các bạn. Các bạn lại bảo mình cơ cấu. Đúng. Bọn mình không hề cơ cấu nhé. Đúng. Quà vẫn là hoàn toàn của các bạn, không thiếu một cái nào cả. Mình đã làm Người Trong Muôn Nghề được bao lâu rồi em nhỉ? Đến bây giờ chắc là khoảng 5 tháng à? Được khoảng 5 tháng kìa. 5 tháng, hồi em bắt đầu làm Người Trong Muôn Nghề là em bắt đầu vào năm cuối á. Bây giờ em sắp kết thúc năm cuối. Anh nghĩ là lâu hơn đấy, anh nghĩ là chúng ta đã làm Người Trong Muôn Nghề lâu hơn đấy. Anh nghĩ là nó phải hơn 5 tháng, khoảng 8-9 tháng gì đấy. Từ cái ngày bắt đầu nó là kế hoạch cho đến lúc, đến tận bây giờ chứ không phải là số đầu tiên. Từ lúc thai nghén đúng không? Thai nghén. Đúng luôn, từ lúc thai nghén là 9 tháng 10 ngày luôn. Ui, nghe đã thấy là thế giới rồi đấy. Trong suốt 9 tháng 10 ngày vừa rồi thì chúng ta đã làm được gì? Anh nhớ là chúng ta đã có được 9.000 sub à? Hơn 9.000, 9.002 gì đấy theo cái số mà anh vừa mới xem được cách đây không lâu. Cho phép em được gọi là rất là tự hào về team của mình quá. Đấy, so với người ngoài thì có thể mình là không là gì, 9.000 lượt sub có thể là con kiến với rất là nhiều kênh ở bên ngoài thôi, nhưng mà đối với em nó là cả một cái thành quả của cả team mình á. Mọi người vất vả từ việc học bắt đầu viết kịch bản này, đến việc học bắt đầu sản xuất một cái chương trình kiểu thu âm như thế này thôi. Em thấy là hành trình rất là dài nhưng mà rất nhiều niềm vui và rất nhiều sắc. Đấy là điều quan trọng. Thật ra là cũng không đến mức quá nhiều nhưng mà nó cũng là một con số khá là ấm lòng. Một con số đến bây giờ cũng khá là ấm lòng, mặc dù mọi người đã muốn rằng cái con số này nó tốt hơn, nhưng mà có vẻ như là con số này đến bây giờ nó là một con số chấp nhận được, không đến mức quá tệ. Mình làm mà làm sao tệ là đúng không em? Bản thân một post Facebook của em đăng chưa bao giờ quá 400 like, nên là một khi mà được 9.000 sub anh biết nó ở cái tầm kiểu gấp mấy anh lần. Anh chưa bao giờ có post nào được 300 like em. Thề em nhiều tương tác với em người nổi tiếng à? Em nói là không quá 400 like có nghĩa là nó có 309. Thể ở tầm 100-200 390 like. Phần đầu ạ. Thì nhìn chung thì đấy là số lượt sắt mà chúng mình đã đạt được trong khoảng thời gian vừa qua. Và chúng mình rất vui, rất tự hào và chúng mình sẽ không che giấu niềm tự hào này về cái đội ngũ của chúng mình, những người đã làm việc rất là chăm chỉ và cố gắng. Thế nhưng mà nói gì thì nói, nếu như mà chương trình này chỉ có cố gắng hoặc là sự nỗ lực từ team mình thôi thì nó không thể thành công được, nó không thể phát triển được, đúng không? Thế đố anh biết một yếu tố vô cùng quan trọng nữa góp phần vào thành công của Người Trong Muôn Nghề podcast là gì? Đấy là sự ủng hộ của các bạn khán giả. Không thể chọn sai được luôn. Rồi. Các không bạn khán giả chúng ta quá đáng yêu. Xin được gửi một lời yêu thương đến tất cả các bạn. Chúng mình rất yêu các bạn. Mình đang làm trái tim mặc dù không có hình nhưng mà chúng mình đang làm rất nhiều trái tim ở đây. Các bạn có thể cảm nhận được không? Em nghĩ là các bạn cảm nhận được á. Nhìn chung là để tri ân các bạn á, thì trong khoảng thời gian vừa qua thì team chúng mình đã tổ chức một cái sự kiện, hay cũng có thể gọi là một cái gì nhỉ, challenge, là thử thách để thử thách để các bạn có thể tương tác với chương trình nhiều hơn này và nhận được rất là nhiều phần quà hấp dẫn, đúng không ạ?
Vậy thì anh Andy có thể cho em vài con số tổng kết lại chương trình của mình được không nhỉ? Nhìn lại xem là chương trình vừa rồi của chúng mình đã thu hút được sự quan tâm của bao nhiêu bạn này, và các bạn đã nhận được gì từ chương trình này? Cái chương trình challenge định hướng hành trình định hướng vừa rồi của chúng mình có tận 3.000 người tham gia. 3.000 người tham gia nhé. Tức là theo như anh tính nhanh thì nó là 1/3 số đăng ký của kênh chúng ta. Đó. Và chúng ta có tới 30 bạn lọt vô top 1% những người đạt điểm số cao nhất. Đó là đạt điểm số tối đa 2.741 điểm. Đúng rồi, 2.741 điểm, số hơi lẻ nhưng vẫn là một con số rất đẹp. Tại vì nó là biểu, gọi là gì nhỉ? Biểu tượng cho cái sự... Sự gì? Trọn vẹn á, cho cái sự gọi là sự quan tâm rất nhiều các bạn đối với chúng mình anh. Dạ. Yeah. 2741, một con số vô cùng ý nghĩa. Sao con số này lại ý nghĩa với em? Thì em vừa nói á, nó ý nghĩa là tại vì nó là số điểm, full điểm á. Anh tưởng tượng không, một cái hành trình nó có rất là nhiều cái nhiệm vụ, cái hành trình của chúng mình á, nó rất nhiều nhiệm vụ. Bản thân em là một người làm chương trình á, khi mà em ấn vào nhiệm vụ ấy, em điền xong cái Gmail một phát em kiểu thôi. Em còn không muốn làm, em là người làm chương trình, em làm thôi, em còn không muốn làm. Thế mà vẫn có tận 30 bạn đúng không? Có tận 30 bạn làm full điểm. 3.000, không, đúng rồi, 30 bạn full điểm nhưng mà 3.000 bạn tham gia. Anh bắt đầu thấy con số của em nó có ý nghĩa rồi đấy. Và như vừa nãy anh không hiểu thì rõ ràng. Có vẻ như là bây giờ đối với có ý nghĩa đối với anh. Đó. Thì đấy là kết quả nhìn chung về hành trình định hướng của chúng mình. Và trong cái hành trình định hướng này thì chúng mình có một chuyên mục đặc biệt, đó là chuyên mục kể chuyện nghề. Là chuyên mục mà các bạn khán giả sẽ kể lại những câu chuyện cá nhân này về việc tự định hướng nghề nghiệp này, việc phát triển bản thân, hoặc đơn giản chỉ là cảm nghĩ của các bạn về những số podcast mà chúng mình đã đăng trên YouTube. Cái mini game này có nhiều người thắng không em? Có nhiều bạn giành được phần quà của chúng ta không? Có rất nhiều bạn tham gia nhưng mà chỉ có 5 bạn may mắn được chiến thắng mini game này. Và em xin phép được công bố, đấy, trao giải, công bố tên 5 bạn tham gia chương trình, tham gia chuyên mục này và giành chiến thắng. Đầu tiên đó là bạn Nico Nguyễn này. Bạn tiếp theo là bạn Huỳnh Xuân Mai, tiếp theo là bạn Đồng Thị Thanh Ngọc, bạn thứ tư là Lão Hạc, và bạn cuối cùng... Bạn Lão Hạc nghe khổ lắm. Ủa, bạn Lão Hạc, vâng, và cuối cùng là bạn Dương Kim Nam. Xin cả nhà cho một tràng pháo tay chúc mừng 5 bạn đã giành chiến thắng trong mini game chúng ta. Chúc mừng 5 bạn. Các bạn không nghe thấy nhưng mà background trong phòng thu chúng mình rất là nhiều tiếng hò hét. Mọi người hú lên như kiểu là đội tuyển Việt Nam vô địch bóng đá vậy. Nhưng mà tên ở đây có 5 bạn, có bạn Lão Hạc này, nghe không biết là chiến thắng của bạn đấy có vui hay không. Vì nghe cái tên của bạn đã tên khắc khổ rồi. Em nghĩ là đôi khi cái tên không quan trọng. Quan trọng là cái nội dung mà các bạn đã, cái nội dung và cái tình cảm mà các bạn gửi tới team người trong môn nghề podcast trong cái sự kiện vừa rồi. Anh Andy, anh đã đọc qua các phần gọi là chia sẻ và chia sẻ câu chuyện cá nhân của 5 bạn em vừa đề cập chưa? Anh á, hơi đen là anh phải thú nhận thật. Hơi đen là anh phải thú nhận thật là anh chưa đọc, bởi vì anh không phải là người ngồi tổng hợp cái kết quả của chương trình này. Nên là anh chưa đọc những bài này. Nhưng mà anh có đọc một vài bài chia sẻ, những bài kể chuyện nghề của mọi người của cái campaign này. Nhưng mà rất xin lỗi 5 bạn chiến thắng là mình đã không đọc được 5 bài hay nhất. Rất xin lỗi các bạn. Thôi, nhìn chung lý do to hơn okay mục đích nhá. Chưa đọc là dở rồi, chưa đọc là dở rồi. Vậy thì hãy ngồi đấy và nghe em đọc một cái gọi là trích đoạn mà em thấy rất là chạm tới em trong phần chia sẻ của 5 bạn. Thì cụ thể ở đây là một phần chia sẻ của bạn Nico Nguyễn. Nico Nguyễn, bạn có chia sẻ một phần như thế này. Trong khoảng 3 năm trước thì vấn đề hướng nghiệp có được quan tâm nhưng chưa được sâu rộng. Các vấn đề hướng nghiệp ở nơi mình ở thì chỉ đơn giản là một trường đại học này hoặc là cao đẳng họ đến tiếp thị về họ, và hầu hết thì những cái trường đó có chất lượng đào tạo, mình nói thẳng ra là kém, học phí lại cao, và mình có không ít bạn bè đang học ở những nơi đó, họ cũng xác nhận cái kém và cao là đúng. Những buổi hướng nghiệp này thường trả lời những câu hỏi rất là sách vở này, có lần mình đặt câu hỏi cho họ và mình ghi trên giấy một câu như sau: liệu việc chọn một chuyên ngành có thật sự là chuyện quan trọng đời người hay không? Dù người ta có thu lại cái phiếu câu hỏi đầu rồi nhưng mà 3 năm qua mà mình vẫn chưa có được câu trả lời. Đó. Thì cái phần chia sẻ này của bạn, tại sao mà em lại cảm thấy là nó liên quan và nó gần gũi với em nhất? Bởi vì
bạn như là kể lại câu chuyện của em á. Hồi em cấp 3, đúng là 3 năm trước, 4 năm trước mà hồi em cấp 3 nói về cái chuyện hướng nghiệp thì chả ai nói tới thật. Ngay kể cả cái trường cấp 3 của mình đi, nó là cái điểm giao cho mình chuyển tiếp từ 18 tuổi lên một cái ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Nhưng mà đến ngay cả trường cấp 3 mình cũng không có những cái chương trình gọi là thực sự là hữu ích và có nhiều thông tin để mà em có thể dựa vào đó và chọn cho mình một ngành học á. Đấy. Thế nên là em thấy là phần chia sẻ của bạn rất là liên quan tới em. Và em nghĩ là không chỉ có bạn đi cô Nguyễn này hay là em, mà ngoài cũng có rất là nhiều bạn trẻ khác cũng đang gặp phải những băn khoăn này. Anh thấy là cái vấn đề hướng nghiệp từ của nhà trường cấp 3 ấy, anh thấy khá ít trường có quan tâm đến cái việc đấy. Ví dụ như là trường của anh cũng là một trường gần như là không hề có chương trình định hướng nghề nghiệp gì cho học sinh trước khi chuẩn bị hết lớp 12, hoặc là nhiều lúc là nó phải sớm hơn ấy. Thì nói chung là nó cũng chỉ có một vài buổi nói chuyện nho nhỏ trong khoảng thời gian cấp 3, chắc là anh nghĩ là đếm trên đầu ngón tay được 1-2 buổi nói chuyện. Mà nó cũng chỉ là một cái buổi ngồi nghe người khác nói thôi, chứ mình cũng không hề có cơ hội được thực sự đặt câu hỏi và được đáp trả lại những cái thắc mắc mà mình có. Nên là anh nghĩ là nó một vấn đề khá là chung. Nói đùa chứ em thấy gọi là cái môi trường hay những cái hoàn cảnh mà diễn ra những câu chuyện hướng nghiệp nhiều nhất á là ở quán ăn sáng. Chuẩn luôn. Hoặc là ở cổng nhà của những bà hàng xóm. Hoặc là sau cái hôm mà trả bài kiểm tra. Hôm đấy anh cứ trả bài kiểm tra về là bố mẹ anh cứ bắt anh đi làm phụ hồ với cả xe ôm. Bố mẹ anh toàn định hướng cho anh làm phụ hồ với xe ôm mà. Học rốt như mày về sau chỉ có đi sách vữa thôi con ạ. Đấy. Đấy là những lời định hướng nghề nghiệp anh được nghe nhiều nhất. Còn những lời định hướng nghề nghiệp thực ra không phải là em nghe nhiều nhất mà thường là các bạn em á, là thường các bạn hàng xóm quan trở là rồi cháu học trường gì? Bác sĩ, công an hay là giáo viên? Đấy là các bác hàng xóm mà nhìn chung là thế giới nghề nghiệp của chúng ta chỉ gói gọn lại trong ba nghề đấy thôi. Không làm nghề đấy tức là không đi làm đấy. Dạ vâng, đúng vậy. Không làm nghề đấy có nghĩa là mình đúng. Vô công rồi nghề. Hoặc là không làm nghề đấy là sẽ đi sách vữa giống như bố mẹ anh bảo. Sách vữa cũng là một nghề nhá. Đi sách vữa, anh nghĩ sách vữa vui phết đấy. Nghề nào thì cũng là nghề thôi, quan trọng là mình làm cái nghề đấy có tâm hay không. Có thích hay không? Mình có thích hay không? Có thích, có tâm hay không? Nãy giờ thì anh em mình có đùa nhau vui một tí thế thôi, nhưng mà cũng không thể nào mà quên gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Người Trong Một Người trong suốt khoảng thời gian qua, đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây khi mà các bạn tham gia cái chương trình, cái campaign của mình, cái thử thách chương trình của mình một cách rất là nhiệt tình. Ok, thì lời cảm ơn gửi tới các bạn cũng sẽ là cái động lực để chúng mình tiếp tục chương trình, và đặc biệt là chương trình ngày hôm nay. Vậy nên hãy cùng chuyển sang phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay với chủ đề là gì anh em đi? Chủ đề phần 2 này có vẻ như là hơi đặc biệt. Chủ đề phần 2 này sẽ không là giống bất kỳ những chương trình nào khác của Người Trong Môn Nghề từ trước đến giờ. Phần 2 này chúng ta có một chủ đề, đó chính là chênh vênh tuổi 20. Như là Quỳnh đã nói một chút ở phần đầu, đó là chúng ta sẽ nói về cái sự chênh vênh của tuổi 20, cái sự hơi lắc lư, hơi không ổn định của cái thời gian này. Hơi bay. Và mong là qua cái buổi nói chuyện về cái chủ đề chênh vênh tuổi 20 này, bọn mình sẽ có thể giúp các bạn vững vàng hơn trên cái hành trình lựa chọn nghề nghiệp của bản thân. Đó, và anh nghĩ là cũng không nên để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng sang phần 2 ngay bây giờ. Và còn để giới thiệu khách mời của chúng ta, chứ khách mời của chúng ta tắt mic từ nãy giờ trông thương phết ấy. Khách mời của chúng ta. Đấy, vừa nãy thì Quỳnh có bảo là số ngày hôm nay có một khách mời bí ẩn đúng không? Đúng rồi đấy. Anh đố em biết đấy là ai đấy, vừa nãy em đố anh rồi, bây giờ anh đố em ấy. Nhưng mà em đố là anh đấy là ai đấy? Ok, thế thì bây giờ em phải gợi ý cho anh thì anh mới đoán được chứ. Em gợi ý luôn nhá. Ừ. Vào đề luôn này. Được. Người này đã từng xuất hiện trong chuyên mục kể chuyện nghề với câu kể chuyện có nghề. Tiêu đề là câu chuyện có tiêu đề là Nếu Ngày Ấy Tôi Không. Anh có nên dùng một bài hát để nhắc tên người đấy không nhỉ? Nhưng mà thôi, anh sợ anh mà hát ra đây thì người đấy sẽ dỗi anh mất đấy. Nên là anh sẽ chỉ nhắc tên người đấy thôi, đó chính là Iza Quan. Yeah. Khách mời của chúng ta hôm nay là Iza Quan. Đây, được bật mic rồi. Hey. Một màn giới thiệu giả chân. Hello. Không thể giả chân hơn. Đi
yêu thật sự. Này bọn em đã thực sự cố gắng đấy. Bọn em đã cố gắng lắm, người bí ẩn đúng không? Ok, vạch áo cho người xem lưng như thế. Chào cả nhà, mình là Isa Quan đây. Ok, Isa mọi người. Quan nhá. Isa Quan. Isa Quan. Chị anh là Isa Quan. Anh Andy ơi. Ơi. Sự xuất hiện của chị Isa có thể không bất ngờ với chúng mình, nhưng có thể bất ngờ với các bạn khán thính giả đang nghe chương trình. Anh có thể lý giải một chút là tại vì sao hôm nay chị Isa lại xuất hiện trong số này không? Anh nghĩ là chị đạo diễn bảo Isa tham gia. Chị Yo là người bảo Isa tham gia cái số này, nên là Isa đã tham gia. Và chị Yo còn hứa với Isa là số này sẽ không lên mặt thì Isa sẽ tham gia. Đấy là lý do của việc tại sao chúng ta có Isa Quan ở đây. Đấy là nghĩa đen, nhưng mà em đang cần một câu hỏi nó hoa mỹ hơn một chút ạ. Anh có thể hoa mỹ à? Em muốn anh trả lời kiểu hoa mỹ đúng không? Em không muốn anh nói thật đúng không? Cố gắng lên à? Được. Thì anh nghĩ là bởi vì cái trải nghiệm của Isa ấy là một cái trải nghiệm rất gần và liên quan tới cái vấn đề của buổi nói chuyện ngày hôm nay, đó chính là chênh vênh trước những lựa chọn ở tuổi 20. Bởi vì trong cái bài đăng "Nếu như ngày ấy tôi không" của Isa ấy, Isa có một viết một cái đoạn như này, nhưng mà đoạn như này trong kịch bản không viết như nào cả. Anh đã không biết là viết như nào. Khó thế. Anh không giả chân được, em đừng bắt anh giả chân được không? Cho anh là người thật được không? Ok, thế nếu như mà anh không nhớ thì em lại xin phép đóng vai gọi là học sinh giỏi á. Được, anh hôm nay sẽ là học sinh cá biệt đúng không? Vâng. Hiện tại thì em cũng không có cái đoạn bài viết cụ thể của chị Isa ở đây, nhưng mà trong bài viết đó thì chị Isa có chia sẻ về việc những cái lựa chọn của chị ý đã ảnh hưởng tới cái tính cách và tới cuộc sống của chị ý sau này như thế nào. Và những cái lựa chọn đó thì nó gắn liền với đam mê này, nó gắn liền với định hướng nghề nghiệp này, và tất cả mọi thứ nó ý là chính những cái trải nghiệm đấy mới tạo nên chị Isa ngày hôm nay á. Và nếu không có những điều đấy thì maybe Isa đã không phải là Isa Quân. Isa đã không ngồi đây, đúng đó, kiểu vậy. Isa không phải là Isa Quân, đúng đúng không chị? Chị là Isa gì? Kiểu tất cả mọi thứ nó đều xảy ra để dẫn đến ngày hôm nay. Vũ trụ đúng không? Vũ trụ đã gọi là sắp đặt cho mình rồi đó. Và đó là lý do mà chị Isa xuất hiện trong ngày hôm nay. Nhưng còn một lý do nữa mà chúng mình cũng muốn chia sẻ với các bạn, đó là tại sao chủ đề hôm nay lại là chênh vênh tuổi 20? Tại sao lại là chênh vênh mà không phải là hạnh phúc, vui vẻ, say đắm, đam mê, kiểu vậy? Bởi vì từ chênh vênh là cái từ miêu tả đúng nhất cái trạng thái của mình, anh Andy, chị Isa và rất nhiều các bạn khán giả khác đã gửi tới người trong một ngày confession. Đó là những cái băn khoăn của các bạn về việc chọn ngành, chọn nghề. Đó là cái lý do chính mà chúng mình có số đặc biệt ngày hôm nay. Không thể để khách mời ngồi im được, chúng ta phải hỏi khách mời ngay. Đấy, anh xin phép giơ tay để học sinh cá biệt này hỏi chị Isa một câu đầu tiên. Anh xin phép hỏi trước. Đấy, đó chính là anh có một cái thắc mắc. Đó chính là trước khi đến với nhà nhện thì Isa đang chênh vênh ở phương nào? Mình có thể chia cái câu này nó ra thành hai ý không? Với cả là có nghĩa là nó thành hai giai đoạn. Một giai đoạn là chọn ngành, một giai đoạn là chọn nghề. Thì trước khi mà chuẩn bị đi vào đại học ấy, thì lúc đấy là mình cũng là một giai đoạn chênh vênh, nó phải nghĩ xem là mình sẽ làm cái gì, mình sẽ trở thành ai này. Và lúc đấy là thực sự là chị không thể hình dung được là chị sẽ chọn cái gì luôn ấy. Và lúc đó chị đã phải theo định hướng của gia đình, là với cả một phần nữa là mình thi đại học điểm cũng không được cao, nên là mình cũng không có được lựa chọn. Đó, thế nên là rồi đấy là cũng đi theo định hướng của gia đình là học về tài chính ngân hàng, chương trình cử nhân quốc tế. Thế nhưng mà lúc đấy kiểu cảm thấy cũng không, vẫn khá là hoang mang, bởi vì mình cũng không thực sự thấy thích cái ngành nghề đấy lắm. Thì lúc đấy có một cái gọi là một cái workshop của cái trường, lúc đấy là trường của chị, nó là chương trình cử nhân quốc tế của Đại học Kinh tế Quốc dân. Nó có một cái workshop của trường, nó tên là My Smart Choice, nghĩa là lựa chọn thông minh. Nó là một cái kiểu chương trình hướng nghiệp ấy, theo mô hình trải nghiệm. Nghĩa là những học sinh năm nhất nhé, hoặc là các bạn cấp 3 cũng được, cũng có thể đăng ký tham gia. Thì lúc đấy mọi người sẽ được trải nghiệm những cái
khóa mô phỏng các ngành nghề mà sắp tới sẽ học trong cái chương trình ấy. Khá là hay, và chị cũng không biết là trong các trường đại học khác nó có cái đấy hay không. Và chị cảm thấy là khá là may mắn khi mà chị được tham gia cái khóa đấy. Và cũng chính nhờ cái khóa đấy mà chị mới nhận ra được là chị thích học cái gì. Thì lúc đấy là mình được trải nghiệm cả về mảng tài chính nhá, marketing nhá, rồi là quản trị nhân sự này, quản trị kinh doanh nói chung. Đó. Thì lúc đấy sau cái chuỗi sự kiện đấy, khi mà được trải nghiệm tất cả những cái ngành nghề như thế, thì mình mới bắt đầu vỡ ra, hình như là mình bắt đầu thấy có hứng thú với quản trị kinh doanh. Đó. Và cũng chính nhờ cái workshop đấy mới khiến chị nhận ra là mình thực sự quan tâm đến cái vấn đề hướng nghiệp. Mình nghĩ là nên có nhiều cái chương trình như thế hơn để giúp các bạn trẻ tìm ra được cái đam mê của mình á. À, cái lúc đấy thì cái ý tưởng startup về hướng nghiệp nó mới nhen nhóm một tí ở trong chị thôi, nhưng mà nói chung là nó vẫn chưa rõ ràng lắm. Nhưng mà đấy, chị vẫn nhớ cái ngày hôm đấy là hạn chót để đổi ngành, bởi lúc đấy là chị đang học năm nhất và chưa lên chuyên ngành. Lúc đấy là học dự bị tiếng Anh năm nhất đó, thì là mình vẫn có cơ hội để đổi ngành, là phi một mạch lên văn phòng. Bảo cô ơi, nếu mà kiểu cảm giác là nếu mà không mình không đưa ra cái quyết định ngày hôm nay mình sẽ hối hận cả đời ấy, kiểu thế. Là yeah. Đó là lúc đấy đã đi đến và đổi nguyện vọng, và đấy là lần đầu tiên mà cái sự tranh vênh, mà cái sự khủng hoảng đầu tiên trong chị nó biến mất. Cảm giác như là kiểu cả vũ trụ hay là kể cả trực giác chị nó mách bảo là chị đều đồng tình là cái lựa chọn này là đúng đắn đó. Thì không biết hai đứa như thế nào, kiểu cái câu chuyện chọn ngành thì sao, Andy thì sao? Quỳnh thì sao? Quỳnh okay. Đang định đá quả bóng cho Quỳnh, chị lại đá cho em, chị lừa em à? Chị là sếp của em, lừa em chứ. Về câu chuyện hướng nghiệp của em à? Câu chuyện hướng nghiệp của em thì nó bắt đầu không quá sớm. Nó chỉ bắt đầu khi mà em vô năm 2 thôi á. Ở trường đại học của em thì 2 năm đầu bọn em không phải chọn chuyên ngành. Bắt đầu đến năm thứ 3 và muộn nhất hình như em nhớ là kỳ 1 năm 4 của bọn em mới phải quyết định là sẽ có tên của cái chuyên ngành nào được in ở trên cái bằng tốt nghiệp của bọn em. Thì đến lúc đấy mọi người bắt đầu suy nghĩ á. Thế nên là em không bị áp lực bởi cái việc là trường học bắt mình phải học bằng này, môn trong chuyên ngành này hay là chuyên ngành kia. Thế nên là trong lúc đấy em không hề bị áp lực bởi việc chọn ngành. Đó, chỉ cho đến khi mà gần năm 3 á, khi mà em thấy là những gì mình học thực ra nó cũng rất là có ích đấy. Thế nhưng mà để rồi nếu mà để mình chọn một ngành đi, hoặc là một ngành mà dùng tất cả những cái kỹ năng hay kiến thức đấy, thì em không biết là em hợp với cái gì. Và khi mà em nhìn lại á, thì nói về việc chọn ngành, thực ra là tất cả mọi thứ, hầu hết mọi quyết định trong cuộc sống của em đều chọn dựa trên cái sở thích của em hoặc là cái điểm mạnh của em. Ví dụ như kiểu là hồi năm nhất năm 2 đi, em thấy mình là một người rất là mạnh về hoạt động ngoại khóa này, ăn nói cũng gọi là ổn một chút, thích đi giao lưu, thì maybe là mai sau mình sẽ làm những cái ngành nó liên quan tới giao tiếp nhiều. Đấy, giao tiếp nhiều thì em nghĩ tới ngoại giao này. Đấy, ngoại giao nghe là đầy tính giao tiếp đúng không? Đấy. Thế nhưng mà bản thân mình khi mà em học thử sâu vào cái ngành đấy thì lại thấy ô, nó chả hợp mình gì cả. Nó đầy yếu tố chính trị, đầy yếu tố xã hội, nặng quá, chịu không được. Đấy, gọi là bỏ thôi, nhưng mà dĩ nhiên là mình sẽ phải có những cái hướng đi khác. Đấy, và cứ mỗi lần mà em nhận ra em có cái điểm mạnh nữa này, và em tìm một cái ngành nghề nó phù hợp với cái điểm mạnh đấy hay cái sở thích đấy của em, là một cái lần mà em cảm thấy là bớt tranh bênh đi một chút, là một cái lần mà em cảm giác là mình bắt đầu hiểu bản thân nhiều hơn. Và em nghĩ là maybe là đến một thời điểm mà em cảm giác là em làm được một cái nghề mà nó hợp với điểm mạnh của em. Em thích nó và nó cho em một cuộc sống ok, một cuộc sống ổn. Thì lúc đấy là cái thời điểm chắc là tuyệt vời nhất cuộc đời chăng? Chị cũng hiểu cảm giác đấy đấy. Thực sự là khi mà mình chọn ra được một đấy, cái gì đấy mà mình thực sự thích nó phê lắm. Không biết dùng từ gì khác. Vẫn đang kiếm tìm. Đó. Anh em đi thì sao? Anh á? Thôi được rồi, nói đi.
chị đang định nói gì, nói đi. đang định bảo là bởi vì em đi cũng đang không phải làm cái nghề mà mình học ấy, đang làm trái ngành ấy. Ừ. Nó sẽ làm câu chuyện khác đúng không? Thế là em đi hồi xưa học học FPT nhỉ? Ờ, anh học IT, anh là người học IT. Thì cái câu chuyện dẫn đến cái việc anh học IT ấy, thì nó rất là dài, bởi vì nó có nhiều yếu tố ảnh hưởng. Đấy là cái khoảng thời gian mà chúng ta phải cần để ý nhất đến cái câu chuyện chọn cho mình một ngành một nghề, đó là anh nghĩ là nó rơi vào tầm khoảng lớp 11, lớp 12. Chúng ta bắt đầu phải nghĩ nhiều hơn về chuyện đấy rồi. Còn trước đấy chúng ta bắt đầu tìm hiểu từ trước thì là tốt. Còn anh nghĩ là đến lớp 11, lớp 12 thì chúng ta nên có một cái suy nghĩ gọi là nghiêm túc hơn về việc tìm cho mình một ngành, một nghề nào đấy mà bản thân mình sẽ thích. Thì cái khoảng thời gian đấy thì anh không hề nghĩ đến chuyện đấy luôn. Anh chỉ học và thi. Còn bởi vì cái sự gọi là quan tâm của anh nó bị hướng về việc khác. Đấy là cái khoảng thời gian đấy thì cái việc đi học của anh nó cũng không được chiếm quá nhiều thời gian của anh nữa, vì đợt đấy là gia đình anh có chuyện. Thì anh phải xử lý vấn đề của cá nhân và khá nhiều vấn đề của gia đình, nên là gần như là anh có thể nói như là anh không học được khoảng thời gian đấy luôn ấy. Thế nên là gần như là anh không biết là mình sẽ thi cái gì và mình sẽ làm cái gì, chọn cho mình một cái nghề gì, mà mình chỉ gọi là hoàn thành chương trình học ở trên trường, xong rồi thi cho mình lấy một cái trường đại học, rồi một chuyện đến đâu thì đến. Bởi vì đến cái khoảng thời gian đấy anh không nghĩ được nhiều ấy, thật sự là anh không nghĩ được nhiều, không nghĩ được gì cả. Nên là anh đã quyết định là học và thi, xong rồi học cũng khá là ổn, nói chung là điểm thi cũng không quá thấp, không hề cao nhưng mà cũng không quá thấp, không đỗ được nguyện vọng một, không đỗ được cái trường anh thích nhất được. Bởi vì đợt đấy anh thấy ai cũng kiểu thi IT, ai cũng muốn học IT, ai cũng kiểu muốn đâm đầu vào ngành IT, xong anh bảo cái ngành này có cái gì nữa, nên là cũng phải học thử và đọc trên mạng các thứ thì nó cũng, mình cũng không thể nào mà mình tự tin được là những cái thứ mình đọc được trên mạng nó là đúng ấy. Đấy, và anh đã quyết định là học để đăng ký nguyện vọng một thì là IT Bách Khoa, nhưng mà trượt luôn, bởi vì năm đấy điểm cao quá, năm 99 là cái điểm IT Bách Khoa nó bị cao quá, nó cao hẳn lên luôn, nó tăng, nó là cái là khoa cao điểm nhất của trường Bách Khoa nhá, mà năm ấy nó tăng hơn một điểm, tức là nó tăng từ 27 lên hơn 28 hay sao ấy. Bách Khoa bao giờ cũng lấy cao. Từ 27 năm trước đang là 27, đã 3 môn 9 rồi nhá, năm ấy lấy 28 hơn, thì anh bị trượt. Xong rồi anh quyết định là vẫn học IT, vì tự dưng lúc đấy đang bị có hứng thú với cái ngành đấy. Thế là không học Bách Khoa nữa, bởi vì anh có đỗ một khoa khác của Bách Khoa. Nhưng mà không học, thế là chuyển sang FPT học. Và học FPT đợt đấy thì lại không học ở trên trường đại học FPT ở trên Hòa Lạc, và anh học một trường ở Hà Nội. Bởi vì anh không, khoảng thời gian đấy anh không xa gia đình được, bởi vì đấy, nhà anh có chuyện mà anh phải ở nhà, anh phải ở cạnh người nhà của anh, thì anh phải ở Hà Nội, thế nên là anh không lên Hòa Lạc học được. Đấy, thì xong rồi học IT, thì trong cái thời gian rất là khá là may ấy, kiểu tự dưng đợt đấy mình lại học ở Hà Nội. Xong rồi bởi vì nếu mà lên Hòa Lạc học thì sẽ không có thời gian đi làm các thứ luôn, bởi vì nó là khu cách biệt. Học ở Hà Nội xong thế nào lại bắt đầu đi làm mấy công việc như hiện tại anh đang làm, kiểu làm thêm ấy. Như hiện tại anh đang làm và nó gắn bó với anh đến tận bây giờ. Tuyệt vời quá. Nói chung là em thấy ba chị em mình á có điểm chung đều đấy là cái sự tranh vênh của mình hầu như đều bắt đầu từ khi mình cấp 3 nhỉ. Thì là bắt đầu phải chuẩn bị quyết định một cái gọi là bước ngoặt của cuộc đời á. Kiểu đến lúc đấy chị không biết là Isa có thấy không, nhưng mà em thấy là kiểu có một cái quyết định là mình phải đối đầu, và mình sẽ biết là không ai có thể giải quyết được quyết định đấy ngoài mình. Cuộc đời mình mà ai sống hộ được, đúng không? Có những cái lựa chọn mà bắt buộc vào mình phải tự là người lựa chọn ra thôi, chứ không ai chọn hộ mình được. Thực sự là những cái lúc mà nó đấy, những cái mang tính quyết định như thế. Các em nghĩ là đôi khi mà mình gọi là ủy quyền cho người khác á, quyết định cho hộ mình một cái quyết định trong cuộc đời mình á, đôi khi về sau mình phần trăm cao là mình sẽ cảm thấy hối hận. Tại vì
vốn dĩ là mình không chủ động trong việc làm chủ cuộc sống của mình ấy. Anh thấy thì nó dễ bị một cái tâm lý là đấy, là về sau mình sẽ bị tự đổ lỗi cho bản thân ấy. À, đổ lỗi cho bản thân và người khác. Đúng rồi. Và hoàn cảnh. Em lại tò mò tiếp này, đấy là em đang tò mò là hỏi Isa nhá, là đã bao giờ đến bây giờ nhá, là Isa đã bao giờ thấy hối hận với sự lựa chọn của bản thân nhá? Nếu mà để nói là hối hận về lựa chọn thì chắc chị chỉ hối hận được đúng một điều là ngày trước chị không skin care cẩn thận nên là bây giờ da chị nó nát quá. Còn thật sự đấy là điều duy nhất mà chị thấy cảm thấy hối hận cho từ trước đến nay, nên là rất dặn dò tất cả mọi người là nên để ý chăm sóc bản thân mình từ khi còn bé. Thật sự là như thế đó. Cả đúng trai rồi. Cả gái luôn nhá. Không bởi vì là mình tạm dừng chương trình em đi nữa. Bởi vì là trong suốt khoảng thời gian đấy học đại học là mình kiểu chỉ đâm đầu vào học ấy, nên là mình kiểu đấy là điều duy nhất hối hận. Còn tất cả những lựa chọn về ngành nghề này, kể cả sau này đi làm các thứ, chọn chiếc các thứ thì chị chưa cảm thấy hối hận bất cứ, luôn luôn cảm thấy đúng đắn. Mọi người thì sao? Quỳnh thì sao? Em hả, gọi là hối hận á, bây giờ nghĩ lại thì chả có gì hối hận hết ý. Nhưng mà thực sự là có cái khoảng thời gian mà em cảm giác là cái lựa chọn đấy của em nó không phải là lựa chọn tốt nhất mà em có thể có. Và nhiều khi em cảm thấy ghét cái lựa chọn đấy. Và cụ thể cái lựa chọn đấy là về việc chọn trường đại học của em. Đó, thì hiện tại em đang theo học một trường ở bên Nhật này, đi du học, học xa nhà. Thế nên là nhiều lúc tinh thần của mình nó cũng trở nên gọi là cái sensitive, nhạy cảm hơn á. Mình đó, thì cái khoảng thời gian đấy là em sang trường em và em có tham gia một vài câu lạc bộ về tổ chức sự kiện ở trường. Và em thì rất thích tổ chức sự kiện, và sự kiện càng to thì em càng máu tổ chức á. Đấy, thế nhưng mà cái đợt mà em qua thì maybe là môi trường giữa Nhật và Việt Nam nó khác nhau, thế nên là những cái sự kiện do người Việt bọn em tổ chức ở bên này nó không được hoành tráng như là các bạn bằng tuổi em, các bạn tổ chức ở trường đại học ở Việt Nam. Và khi mà em so sánh cái điều kiện, cái môi trường của mình so với các bạn, chỉ về mặt điều kiện ngoại khóa thôi nhá, tự nhiên em cảm thấy buồn ý. Em cảm giác là trời ơi, giá như mình ở Việt Nam thì bây giờ á, những cái tổ chức, những cái sự kiện mình được tham gia và tổ chức, nó chắc là những sự kiện rất là to. Nhưng mà ở bên này mình chỉ làm sự kiện lẹt đẹt, kiểu có vài ba người đến chẳng hạn. Đó, thì nó khiến cho mình cảm giác là cái môi trường này nó không hợp với mình. Đấy, thì lúc đấy em có nói chuyện với một người chị thân của em, và em có bảo là chị có nghĩ là cái lựa chọn em qua đây học là một cái lựa chọn sai lầm không? Thì chị mới nói là thực ra thì chả có lựa chọn nào nó sai lầm hết á, lựa chọn nào thì nó cũng sẽ tạo nên em của ngày mai. Nghe nó hơi chết một chút, nhưng mà lúc đấy em nghe xem cảm động lắm. Và chị còn nói là em không khóc, em rơm rớm. Em phải khóc chứ, em cảm động em phải khóc. Em dối trá. Cảm động trong trái tim, không lộ ra ngoài được chưa ạ? Ok đó. Thế xong rồi anh làm em bất. Ok. Đang vô mạch chuyện. Đấy, chị mới từ nha, chị bảo là cái gì cũng tạo nên em của ngày mai này. Ok. Và lúc đấy chị mới bảo là em nghĩ lại xem, cái maybe là cái trải nghiệm được tổ chức những cái sự kiện rất to có thể là em mất, nhưng nhìn lại xem 2 năm vừa rồi ở đây em được cái gì. Và chị bạn là bây giờ em liệt kê hết ra chị xem. Em liệt kê, ôi em có những người bạn rất là tài giỏi, rất là yêu thương em. Em có những trải nghiệm mà không phải là ai cũng có. Em sang đây em trưởng thành hơn, em được học bằng cái ngôn ngữ em thích, đó là học bằng tiếng Anh, rồi là được học thêm ngôn ngữ mới, đấy là tiếng Nhật. Và em kể ra không xuể. Lúc đấy em mới nhận ra là đúng là cái so sánh của em nó đang bị khập khiễng. Tại sao em chỉ dùng một khía cạnh, đấy là về cái tổ chức ngoại khóa, để em so sánh cái trải nghiệm của em với các bạn ở Việt Nam. Đó, thì lúc đấy em mới nhận ra là trải nghiệm nào đến cuối cùng nó cũng có giá trị, không có một cái gì nó là bỏ phí cả. Quan trọng là sau cái trải nghiệm đấy, dù nó tệ hay tốt, mình nhìn lại là mình có học được gì hay không, mình có phát triển hay không. Thì đấy mới là cái điều quan trọng, là ý nghĩa của những trải nghiệm tuổi 20. Hay quá. Vô tay hộ cái. Đó. Đấy, em lôi hết ruột gan ra để em nói lên cái sự gọi là hơi hối hận của em thôi. Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì chả gì hối hận hết á. Có cái câu gì nhỉ? Kiểu mình đang ở một vị trí đúng như là mình đang ở à? Chị không biết, nhưng mà nó là một cái câu tiếng Anh, nhưng có nghĩa là mình hiện tại là mình đang
đang đứng đúng một cái vị trí mà mình cần đứng rồi ấy, nên là sẽ chẳng có gì phải hối hận cả. Em thì em cũng đã từng có một chút gì đấy gọi là cảm thấy hơi hối hận vì cái việc là chọn học IT, MBT. Bởi vì trước khi đến MBT bị kiểu hơi bị thiếu kinh nghiệm ấy. Mình sẽ nghĩ là cái môi trường nó sẽ kiểu hoàn hảo, nó sẽ là một môi trường rất là đỉnh cao, nó sẽ là một môi trường rất là gì đó và này nọ. Nhưng không. Đấy. Chỗ nào cũng không, marketing như vậy á. Cái nhưng không đấy nó làm em cực kỳ hụt hẫng và cảm thấy kiểu lừa. chị lại bị nói thế, không biết có hơi bị bán sang Trung Quốc kìa. Có hơi quá không, nhưng mà giống như của mình bị lừa. Đây không phải là cái thứ mà tôi nghĩ là mình sẽ được nhận. Xong rồi nó sẽ hơi hụt hẫng và cảm thấy bắt đầu bị so sánh ấy. Bị đem những cái lựa chọn mình đã từng có ra để so sánh. Cũng bị như thế. Sau rồi qua một khoảng thời gian đến cái lúc mà em nhận bằng rồi, nhận bằng tốt nghiệp ở trường rồi ấy, thì bắt đầu mới nhìn lại. Như Quỳnh thì là Quỳnh còn có người nói chuyện với em để bảo em là em thử nhìn lại xem. Còn nhìn. Anh thì chả ai nói chuyện với anh cả. Sau khi hôm anh nhận bằng về nhà, anh nhìn thấy cái bằng này, xong anh bảo cái bằng này sẽ cho mình cái gì? Nói chuột. Xong ngồi nghĩ cái bằng này không cho mình cái gì. Nhưng mà chính ra cái khoảng thời gian đi học mình có được khá là nhiều thứ. Bởi vì mọi thứ nó khá là hợp lý, bởi vì cái thời gian học nó cũng rất là thoải mái để anh đi làm cái công việc mà đến bây giờ anh đang làm. Đấy. Đấy, trước nó là công việc part time, công việc để kiếm tiền cà phê trà đá. Còn bây giờ thì nó là công việc chính của anh đang sinh tồn trên nó. Đấy. Anh thấy nó cũng là một cái gì đấy ảnh hưởng đến cái việc là bây giờ anh đang đi làm việc này. Cho nên là đến bây giờ thì anh cảm thấy là chả có gì đáng phải hối hận. Mình cứ làm tốt những cái gì mà mình đang làm hiện tại thì là mình sẽ không hối hận. Dạ. Cố gắng hết sức tại thời điểm hiện tại đúng không? Khi mà mình nói về những cái lựa chọn á, nói về tuổi 20 á, em nghĩ một trong những cái từ keyword xuất hiện rất nhiều ở tất cả mọi mặt trận trên mạng xã hội ngoài đời, mọi người đều nói tới đấy là chữ comfort zone, có nghĩa là vùng an toàn. Trong vùng an toàn và ngoài vùng an toàn thì mọi người cảm thấy chỗ nào chênh vênh hơn, mọi người cảm thấy bất an hơn khi ở trong vùng an toàn nhá, hay là ngoài vùng an toàn của mình? Chị Adolphan đi trước đi. Anh trước à? Lần này là anh trả lời trước à? Anh thì anh sẽ bị cảm thấy không an toàn khi mà quá an toàn. Không an toàn khi quá an toàn. Tức là có nghĩa là ví dụ nhá, ví dụ một buổi tối đúng không, mà thường mọi người sẽ kiểu chuẩn bị tất cả mọi thứ, đi đóng hết cửa giả các thứ đấy, chỉnh gọi là mọi thứ đều rơi vào trạng thái hoàn hảo để đi ngủ buổi tối, mọi người đóng cửa các thứ đúng không, thì nếu anh buổi tối anh mà làm hết những điều đấy thật là chuẩn chỉ thì buổi tối đấy anh sẽ không ngủ được. Tại sao? Bởi vì anh cảm thấy như là mọi thứ nó đang được set up quá tốt đấy. Too thứ... good to be true đúng không? Nó bị quá tốt mà anh thích mọi thứ nó hơi bừa hơn một tí chẳng hạn. Đấy, tức là anh có thể quên đóng cửa sổ, xong rồi nửa đêm anh dậy anh đóng lại cửa sổ cũng được, còn hơn là trước khi đi ngủ buổi tối anh phải đi một vòng nhà và kiểm tra xem tất cả mọi thứ đã rơi vào trạng thái đúng chưa, thì chắc chắn là anh sẽ đi cả đêm mất, anh đi một vòng cả đêm không dừng lại. Đấy. Nó cũng là cái câu trả lời cho câu hỏi của em luôn, đấy chính là anh sẽ cảm thấy chênh vênh hơn khi anh đang ở bên trong vòng an toàn. Nhưng đấy là anh mới chỉ trả lời ở góc độ về việc đi ngủ thôi. Cái mà em và các bạn muốn nghe á là góc độ, ví dụ là lựa chọn cho cuộc sống. Lựa chọn cho cuộc sống à? Lựa chọn cho cuộc sống, đúng vậy. Nào lại thì... cố gắng lên đi, cố gắng lên. Bởi vì em bởi vì nha. Này, bây giờ anh sẽ cố gắng để trả lời cho deep hơn này, deep lại này. Đấy. Bình tĩnh để sâu sắc này. Thôi cứ trả lời thật thôi. Thì thật ra là cái lựa chọn đấy của anh là cũng có một cái lý do nữa, là bởi vì anh thấy cái thử thách với cả những cái khó khăn mà mình đối mặt ấy, thì sau khi mà mình vượt qua được những cái khó khăn, những cái thử thách đấy ấy, thì mình luôn luôn trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân. Okay. Thế nên là nếu như mà bản thân anh luôn luôn cảm thấy an toàn ấy thì anh sẽ cảm thấy là mình đang đứng yên.
Đúng rồi. Và cái cảm giác đấy không hề dễ chịu. Mọi người có thấy thế không? Đúng. Chị cũng thấy thế. Kiểu cảm giác nếu như mà mình một năm sau nhìn lại mà mình vẫn thế, nó là một cảm giác gì đấy rất là trời, tệ vãi, tệ vãi. Thất bại ấy nhở. Kiểu đứng yên chính là thất bại. Kiểu nhiều lúc nó không cần phải là cái gì đấy quá lớn đâu, mà nhiều lúc mình chỉ cần nhìn lại sau mình thấy là cái suy nghĩ của mình nó đã khác ngày xưa rất nhiều rồi. Cái sự nhận định của mình về những cái vấn đề trong cuộc sống nó đã khác ngày xưa rồi thì nó cũng là một cái điều gì đấy thành công mà, đúng không? Không cần gì phải quá lớn. Rất là đồng ý luôn. Chị Isa, chị có câu chuyện nào cụ thể về việc đứng trong hay ngoài comfort zone thì sẽ khiến chị cảm thấy bớt chênh vênh hoặc là chênh vênh hơn không? Thực ra một câu chuyện cụ thể nào đó mà chị có thể nhớ ra bây giờ chẳng hạn. Thực ra chị chuẩn bị bước ra thêm một comfort zone khác nữa, đấy là lại chuẩn bị câu chuyện đi du học. Lại đi du học tiếp và phải cân bằng giữa việc là vừa học vừa làm ở Spyro. Chị nghĩ đấy là một cái cái cú vượt chắc là khá là kinh khủng của chị. Nhưng mà chị nghĩ là đúng rồi, nhưng mà chị nghĩ là cũng đến thời điểm mà mình phải thực sự là phải đột phá hơn, phải có một cái gì đấy nó thực sự, với cả là đấy nó cũng là một cái ngành mà chị muốn học, đấy là ngành truyền thông, chị muốn học sâu hơn nó. Với cả là chị cũng là một người mà nếu mà để chị tự học ấy thì chị sẽ không học được, chị phải vất vào trong cái môi trường mà ai ai cũng học như chị thì nó mới có sự cạnh tranh đó. Nên là chị đã quyết định là đi du học, mặc dù là như thế nó cũng sẽ phải cân bằng rất là nhiều thứ đó. Thì đấy chính là cái cơ sở mà chị đang phải vượt qua. Và còn mỗi năm thì mỗi năm Spyro mẹ đẻ thêm vài kênh, và mỗi lần đấy là cũng là một một lần comfort zone khủng hoảng của chị. Nhưng mà đấy, thế là sếp của chúng mình cũng bước ra khỏi comfort zone đúng đấy rồi. Chị cũng bước ra khỏi comfort zone. Và thực ra thì bao giờ cũng thế, mà nó sẽ chỉ khó khăn ở cái bước đầu tiên thôi. Đến khi mà mình đi được cái bước đầu tiên rồi, mình đi được những cái bước chân đầu tiên rồi, dần dần thì nó sẽ thành comfort zone, có nghĩa là nó sẽ thành cái thành đúng comfort rồi, zone nó rộng hơn của mình đó. Đúng vậy, đúng vậy. Cái ý chị Isa nói về việc là sau khi mình bước ra khỏi comfort zone đầu tiên á, thì đúng là mình bước sang và mình đang ở trong một cái comfort zone thứ hai. Lúc nãy em cũng nghĩ thế á, trước khi mà kiểu em quyết định làm việc gì á, mà nó gọi là nó khiến cho em cảm thấy rất là tự ti về bản thân, nó khiến cho em cảm giác là em không thể làm được. Thì em càng cái trong đầu em lại tưởng tượng trong đầu em là ok, bước ra khỏi vòng tròn này là một vòng tròn khác. Và mình không bao giờ thực sự là mình, cái nỗi sợ lớn nhất của mình là mình đối mặt với cái tôi của mình thôi á. Nghe nó hơi đau to buồn lớn một chút, nhưng mà đối với em thì em chỉ cần vượt qua được chính mình thôi. Đấy là cái nỗi sợ lớn nhất của em, còn đâu tất cả mọi thứ ngoài kia khó khăn hay không mình có thể đối mặt được hết. Đó. Cái nguy hiểm nhất, cái điều nguy hiểm nhất và đáng sợ nhất nó lại đến từ chính bên trong mình á, chứ không phải là xã hội bên kia. Với cả là khả năng của mình càng ngày càng đi thì càng thấy là mình khá là vô hạn. Mình có thể thử thách bản thân mình liên tục, không vấn đề gì hết. Nhiều lúc mình sẽ nghĩ là mình sẽ không làm được đâu ấy. Rồi mình khi xong mà rồi, mình thử xong rồi mọi thứ bắt mình làm, mọi thứ nó bắt mình phải làm được. Đúng và rồi. Mình làm được thật. Đúng rồi. Nhiều lúc em bị nghiện cái cảm giác là mình cứ phải thử mãi á. Thế nên là em thử nhìn chung là cũng thử rất nhiều thứ, cũng không phải là những cái gì, những cái trải nghiệm nó quá là cảm giác mạnh, nhưng mà nó đều là những cái trải nghiệm mới ấy. Và em thích cái cảm giác là mình đạt được cái điều mới. Đó, mình làm mới bản thân. Vui mà. Nên là hãy vượt comfort zone đi các bạn. Vượt thật nhiều comfort zone. Em nghĩ là các bạn đang nghe cũng ít nhiều gì chắc chắn là các bạn cũng đã một lần bước ra khỏi comfort zone rồi. Đúng không? Đi ra khỏi phòng là bước ra khỏi comfort zone. Thế cái việc bước ra chắc khỏi phòng gì là cái việc phòng khó. Đã là comfort zone. Ôi, comfort zone chứ. Chắc. Phòng của em là phải là cái thứ là cái nơi em cảm thấy thoải mái nhất chứ. Để không bị chết, để không thì ốm đấy. Thế, ốm. Giả dụ như là về phòng mà cảm thấy mình kiểu bí bách ốm. Dậy sớm hơn một tí để đi tập thể dục nó cũng là một cơ hội vượt qua khỏi comfort zone rồi. Đấy là comfort zone của em của lớp 6 ấy. Hoặc là kiểu dậy sớm từ 4 giờ sáng để đi bộ giống mấy ông bà già ấy. Thế em dậy từ 4 giờ sáng ạ. Thao. Vâng. Ôi anh biết tại sao thao không?
Tại vì hồi đấy ngoài công viên nhiều nó phải có động lực đúng không? Nó phải có động lực chứ. Nó có động lực đúng không? Nó phải có động lực. Đấy. Quan trọng là như thế. Bao giờ cũng thế. Anh chị ơi, từ nay đến giờ mình toàn nói về tranh vênh không nói về tranh vênh sợ hãi, đớn đau. Đó. Thì câu hỏi đặt ra đây đó là mọi người làm gì để cảm thấy bớt tranh vênh? Em trả lời trước đi. Em tự đặt tự trả lời trước là để em suy nghĩ này, làm gì để cảm thấy bớt tranh vênh đúng không? Đối với em ý, tranh vênh đó là một trạng thái. Em bây giờ em đang tin tưởng là cái trạng thái tuổi 20 này của em nó đang rất là nhiều sóng gió, và maybe là nguyện ước là đến năm 30 thì nó sẽ ổn định hơn một chút á. Thì bằng cái việc nghĩ như thế thì em cứ nghĩ là mình cứ cố gắng hết những năm 20 này, cố gắng hết sức, và đến năm đạt đến năm 30 tuổi thì lúc đấy tự nhiên cái cảm giác tranh vênh nó sẽ nhòa mờ dần đi chẳng hạn. Đó, đấy là những cái gì em nghĩ thôi. Còn những gì em làm để thấy bớt tranh vênh á, điều duy nhất đấy là phải làm thôi, phải thực hiện thôi. Bởi vì tranh vênh là không chắc chắn mà đúng không? Thì để chắc chắn được, đó là mình phải biến cái ví dụ là cái ý định của mình, cái dự định của mình thành sự thật. Khi mà mọi thứ nó còn ở trên giấy á, có nghĩa là nó chưa chắc chắn. Đó, đối với em thì là như thế. Thế nên là em phải cố gắng biến mọi cái mục tiêu của em thành hiện thực, ít hay nhiều, dù cái mục tiêu này nó có thể không phải là cái mục tiêu cuối cùng của em, hoặc là nó dẫn em tới những cái mục tiêu khác hơn rất nhiều. Thì mình vẫn cứ cố gắng và thử thôi. Mọi người thì sao ạ? Chị thì nói chung là từ khi mà bắt đầu lên hết năm nhất nhá, thì khi mà chị đã nhìn ra được cái đam mê mình về hướng nghiệp ấy, thì tất cả những cái sau đấy chị làm, dù là lớn hay nhỏ, nó đều hướng đến đúng cái mục tiêu đấy, là để giúp hướng nghiệp. Đấy, tất cả những chuyện, mặc dù đương nhiên là mình trên bên mình chưa biết là mình sẽ làm cái gì để có thể mình có thể mở được cái startup đấy. Và khi mà chị nghĩ là khi mà mình đã không biết mình phải làm gì, có nghĩa là mình có thể làm bất cứ thứ gì. Đó. Khi mà mình, chị Isa nhắc khi mà mình không biết mình phải làm gì, có nghĩa là mình có thể làm bất cứ thứ gì. Đó. Thế là chị đã cho phép chị trong 2 năm chị làm bất cứ mọi thứ mà chị muốn làm, chị muốn thử. Đó là cách mà chị xử lý sự tranh vênh, là mình đi thử thôi, mình trải nghiệm thêm thôi. Dần dần khi mà mình vỡ ra được thì đấy, tự nhiên đến một thời điểm nhà nhện gõ cửa. Và đây, và lại có một team startup cũng đang làm về chủ đề hướng nghiệp. Đấy, mọi thứ nó cứ dần dần nó hé mở dần như thế thôi. Dạ. Và vừa tròn hết 2 năm. Andy. Em khá giống Isa. Đó chính là khi em cảm thấy là mình không biết làm gì thì em đi thử làm hết nghề gì em làm. Em đã từng đi làm chạy bàn quán cà phê, làm pha chế ở trong pub, chạy xe ôm, làm khá là nhiều thứ, kiểu gần như là việc gì mà các bạn sinh viên hay làm thì anh cũng đã từng làm rồi, kể cả làm bán hàng quần áo các thứ anh cũng đã từng thử. Nhưng mà sau rồi thế nào lại dính vào nhà nhện và dính đến tận bây giờ. Tự dưng một ngày nhà nhện kiểu nhắn tin cho Isa xong hỏi là: "Ê, tìm YouTube còn tuyển người không chị?" Bí quá không? Thế là quá. Đến phỏng vấn. Thế là đến phỏng vấn. Thì kiểu bởi vì anh đã từng làm cái việc trên YouTube là một thời gian rồi, anh khá thích. Xong đợt đấy cũng nghe một ông anh nói, một ông ngày trước cũng là người ở team YouTube, phải chắc Isa Quân sẽ rất nhớ đấy là. Đấy. Thì hỏi ông đấy và ông ấy bảo là team YouTube bên này đang cần người thì nhắn tin hỏi xem là có cần không, và để anh đến để nói chuyện với mọi người xem là có làm việc, mọi người có muốn làm việc cùng anh không, mà có để muốn để cho anh làm việc không. Thì ok, anh Việt Anh mà cứ đến làm đi. Sau ngày đầu tiên đến cái là... nghe anh Việt Anh giáo huấn cho một vài cái là thích anh Việt Anh luôn. Đi làm luôn. Đi làm luôn. Hôm sau nữa. Không phải hôm sau đi làm nhá. Cái hôm anh phỏng vấn buổi sáng, chiều anh ngồi lại anh làm luôn. Uầy, máu chiến luôn. Chiều ngồi lại làm luôn máu. Mà. Ừ, máu lại chiến luôn. Trời ơi, tự nhiên mọi người chia sẻ làm em bị xúc động nhẹ á. Tại vì là rõ ràng là ba chúng mình mỗi người có một cuộc đời khác nhau ấy. Mỗi người có một sở thích khác nhau, nhưng mà điểm đến chung thì vẫn là nhà nhện. Tại vì cái con đường dẫn tới nhà nhện của em nó rất là random luôn. Chị cũng thế. Tại vì đợt đấy là, ôi trời ơi, cái hồi đấy là kiểu em mới đọc Spider Room thôi. Và là em nghe tên của Spider Room xuất hiện nhiều nơi rồi, nhưng mà em kiểu, ủa Spider Room là gì?
Thế là em mới tìm thử thì mới biết spy room được tầm chắc tầm 2 tuần, 3 tuần gì đấy. Thế là một ngày đang ngồi kiểu cất tết á, lướt thì thấy spy room tuyển digital marketing intern. Mà lúc đấy thì em lại không muốn làm theo kiểu marketing, nhưng không hiểu sao em tự nhiên em cảm giác có một cái lực hút mình với cái team này á, với cái nhóm này và cộng đồng này, em quyết định apply. Đấy, thế xong rồi vào anh Trường The Merc, anh mới hỏi là thế em biết đến spy room bao lâu? Em mới kiểu chẳng nghe là 2-3 tuần thì nghe nó hơi bết. Em kiểu tao vô anh Trường, em là một người làm trung thành trong spy room rồi trá. Đấy, xong rồi các sếp cũng gật gù kiểu mấy mình là kiểu trá đấy, kiểu ấy. Thế nhưng mà nhìn chung là quanh đi quẩn lại thì chúng mình vẫn ở đây, chúng mình vẫn có thể chia sẻ với nhau đó. Và tuy em làm ở spy room được gần 1 năm rồi nhá, nhưng đây mới gọi là lần đầu tiên mà anh em mình kiểu ngồi chia sẻ với nhau một cách rất là thân tình như này á. Vui á. Em toàn đi đâu em có xuất hiện những cái lúc của mọi người thân tình đâu. Mọi người ngày nào là thân tình với nhau. Mọi người em rất muốn nhưng mà hoàn cảnh không cho phép á. Em cứ lý do to. Thôi được rồi. Đó. Thì em chỉ có thể hiện cái sự biết ơn của em á, số mệnh và sự nỗ lực của bản thân đã đưa em tới thời điểm hiện tại và gặp mọi người và những người mà em cần gặp. Đấy. Hơi duy tâm một chút. Kiểu mọi người có bao giờ có một cái suy nghĩ là đến bao giờ thì mình mới có được cảm giác ổn định không? Có bao giờ tự thắc mắc như thế không? Em vừa chia sẻ á, là đến bao giờ á, chắc là đến năm 30 tuổi khi mà em maybe là từ làm người đi làm thành làm vợ chẳng hạn. Đấy, Andy trả lời đi, người đặt câu hỏi thì làm rõ câu hỏi đi. Để mà nói về cái vấn đề đấy là ổn định trong công việc ấy thì anh nghĩ là nó sẽ phải là rất rất lâu ở đấy, chứ còn anh không nghĩ là đến năm 30 tuổi mọi thứ công việc của anh đã ổn định được đâu. Bởi vì chắc chắn là đến kiểu anh không biết là nó có như thế với đúng với tất cả mọi người hay không, nhưng mà những cái người mà anh quen ấy, những người anh mà anh quen ấy đấy, thì những người anh ấy rất giỏi. Họ đã có được một cái chỗ đứng nhất định trong cái ngành nghề mà họ làm. Và đến cái mức đấy thì cái việc thu nhập về tiền ấy là chắc chắn là không phải nói nữa rồi, rất đủ. Rất đầy đủ luôn. Nhưng mà họ lại luôn cái người anh quen sẽ luôn muốn là trải nghiệm cái gì mà là làm một thứ khác. Trải nghiệm một thứ rất khác, hoàn toàn khác so với thứ mà họ đã thành công. Thế nên là theo anh nhá, theo cái suy nghĩ của anh ấy thì cái sự ổn định trong nghề nghiệp ấy có một cái gì? Đối với anh là anh thấy nó không có. Không tồn tại à? Bởi vì nó giống như kiểu là mình đi lên núi ấy, khi mà mình đứng ở một cái đỉnh núi này thì mình sẽ mới có thể nhìn được một cái đỉnh núi cao hơn. Đấy. Wow. Thì anh nghĩ là nó sẽ không dừng, nó không dừng lại đâu. Mà chẳng qua là cái thứ mà anh nghĩ là có thể gọi là ổn định ở trong nghề nghiệp ấy, đấy chính là thời điểm hiện tại mình đang được làm việc mình thích. Anh nghĩ đấy là cái thứ ổn định duy nhất mà có thể được coi là ổn định đi. Đấy là đối với anh nhé. Còn không biết mọi người như nào? Như chị thì chị cũng thấy là chị luôn khá là hài lòng với công việc hiện tại rồi. Nên là nếu mà để nói là về ổn định thì mình sẽ cố gắng trau dồi thêm cái kỹ năng của mình để mình trở thành master hơn. Đó. Và đến khi mà mình, cái kỹ năng mình đủ nhiều, cái khả năng mình đủ giỏi thì tự nhiên cái tài chính của mình nó cũng sẽ cao lên, đúng không? Đấy, thì đến lúc đấy nó sẽ cái sự ổn định nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Well, em thì ổn định à? Em không biết nữa, nhưng mà em vẫn luôn mong chờ là đến một cái thời điểm mà mình biết mình làm gì rồi á. Mình có công việc ổn định, có là một công việc làm công ăn lương đi. Em chỉ cần một công việc gọi là làm công ăn lương, ok. Em sống tốt thì mong là cái ổn định, cái cảm giác ổn định á nó sẽ tới với mình. Chứ còn bây giờ vẫn còn đang 20 tuổi, còn đang gọi là kiểu bộn bề giữa quá nhiều thứ ấy,
giữa việc là bây giờ như kiểu em đi du học thì có rất nhiều câu hỏi đầu em, như là bây giờ làm ở đây, làm ở Nhật hay là về Việt Nam, làm ở Nhật thì phải học thật là giỏi tiếng Nhật, phải học như thế nào, rồi là làm sao để có thời gian để học tiếng Nhật trong khi mình đang ở năm cuối cũng khá là bận đó, có quá nhiều thứ xảy ra. Thế nên là em chỉ thực sự mong là maybe là sau tất cả, hoặc là maybe là ở trong cuộc trò chuyện tới của anh em mình một năm nữa hoặc hai năm nữa chẳng hạn, cuối năm, cuối hàng năm, biết là mình cái số podcast này nó trở thành cái đặc sản ấy đấy, cứ tổng kết lúc đấy là đã khác rồi. Số năm nay có thể là tranh vinh tuổi 20, biết đâu số 2-3 năm nữa là gọi là cái gì, tranh vinh của câu gì? Chuyện 2 năm nữa là sẽ là một show cũng có 3 người như này này, nhưng mà anh sẽ là MC và cái tên show sẽ là tranh vinh của những người mới lấy chồng. Ngoài phòng 2 người luôn, thậm chí là 3 người đấy, đến lúc đấy là câu chuyện là vừa cả thằng Sơn vừa có đó, con nghe, sao em lại lấy chồng, em ngồi phỏng vấn mà lại câu chuyện vừa có con vừa vừa có công việc tự nhiên nào. Vâng, bây giờ em rất là kiểu unsure, không chắc chắn về nhiều thứ á. Sao đâu em, không biết làm về thứ gì cả. Thực sự là kiểu rất lo lắng nhiều lúc, kiểu những cái cảm giác bất an, cái insecurities của mình này em không bao giờ dám nói ra với quá nhiều người để họ biết, bởi vì đôi khi họ nhìn vào họ sẽ đánh giá mình là một người kiểu yếu đuối và thậm chí là kiểu không có năng lực ấy, không có khả năng kiểu lên kế hoạch và nhìn xa về mọi thứ. Thế mà em nghĩ là cái việc mà mình thú nhận với những cái bất an của mình và cái sự không chắc chắn của mình, nó giúp mình hiểu mình hơn, cho phép người khác hiểu mình hơn. Và khi mà ví dụ trong câu chuyện này đi, có thể là Andy và Isa nghe câu chuyện của em, biết đâu mọi người có thể giúp em á và cho em rất nhiều lời khuyên. Thế em nghĩ là ngay cả các bạn khán giả của chương trình á, khi mà mình lên cái confession của người trong một cái podcast, những cái gì mà mình thực sự mong muốn là lắng nghe những cái bất an của các bạn, hãy cứ cảm giác thoải mái. Chúng mình là một gia đình, chúng mình ở đây có thể là chúng mình không có những cái trải nghiệm nó quá già dặn để dày dặn để mà đưa ra cho các bạn, nhưng mà cái chúng mình có là sự đồng cảm. Và khi mà có sự đồng cảm với nhau rồi thì những cái content mà chúng mình khi làm ra, em nghĩ là nó sẽ trúng đích hơn, nó sẽ rất là gần với các bạn, và mong là các bạn có thể giải quyết được vấn đề qua những cái mà mình chia sẻ và cái mời mà mình chia sẻ. Mọi người cứ tự nhiên, tự tin và đặt câu hỏi, cứ cứ kể thật rõ câu chuyện của mọi người cho bọn đúng mình rồi. Thì bọn mình sẽ dễ để giúp các bạn hơn, càng rõ càng tốt á. Kiểu nhiều lúc bọn mình không giúp được thì bọn mình cũng hiểu câu chuyện của các bạn hơn, và ít nhất là các bạn sẽ biết rằng là đang có một người ở đây lắng nghe cùng cảm thấy thế giống mình. Bọn mình ba người không, ý là ba người. Ý anh một người ở đây ấy là người trong môn nghề, chứ không phải là bất kỳ ai trong chúng ta, là người trong môn nghề. Nó không phải là bất kỳ ai mà cũng là bất kỳ ai. Thì hồi trước khi mà bắt đầu có cái ý tưởng kiểu để làm những cái dự án về hướng nghiệp ấy, thì chị luôn nghĩ là mình sẽ phải tổ chức những cái workshop như thế, mình sẽ phải đi tìm hiểu rất là nhiều ngành nghề khác nhau để có thể chia sẻ cho các bạn, đúng không? Thì bây giờ khi mà từ khi mà bước chân vào nhà nhện thì mình mới biết là mình phải sử dụng được cái sức mạnh cộng đồng. Đấy mới là cái đáp án cuối cùng, nghĩa là mình phải kết nối những người giỏi về chuyên môn về lĩnh vực này để chia sẻ cho những người cần đến nó. Mình sẽ là người kết nối, tôi thấy nó là cái đáp án cuối cùng mà chị cần tìm kiếm. Và rất hy vọng là trong thời gian tới là cộng đồng của mình sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn, để có thể giúp đỡ được nhiều bạn hơn, những bạn mà đang tranh vinh giống như mình, đang chưa biết tìm ra được đam mê của mình, thì rất mong là đấy, chúng ta sẽ cùng nhau phát triển để kênh mình càng ngày càng nhiều follower và giúp được nhiều các bạn hơn. Thật ra là bọn mình muốn nhiều người theo dõi là không phải vì mình đâu. muốn nghe được nhiều câu đúng chuyện rồi. Hơn thôi. Đấy. Đấy, bọn mình muốn nghe được nhiều câu chuyện của các bạn hơn. Đấy mới là mục đích cuối cùng. Con dằm ba mấy cái sub, mấy cái view thì cũng được, nhưng mà không phải là mục đích chính. Đấy. Các bạn ơi, chương trình của chúng mình thì cũng đã quá vui và quá hay rồi. Bây giờ là mình đi xuống, đúng không ạ? Và chúng mình sẽ phải đến điểm kết thúc thôi. Hạ cánh á. Và bây giờ mình mong là trong khoảng thời gian vừa rồi, có thể là 20-30 phút các bạn lắng nghe chúng mình vừa rồi, thì các bạn thực sự là không gọi là không hẳn là được, rút ra một được bài truyền học, cảm ít nhất hứng là các bạn cũng có thực ra cũng không phải là truyền cảm hứng, nhưng mà gọi là đã ít nhất đã
đã sao? đã đời trải nghiệm đấy là chứng kiến được nhiều được đồng cảm bao gồm ba chúng mình. Đúng rồi, được đồng cảm và trải qua cái câu chuyện mà có thể là các bạn đang gặp phải. Đó, cái tranh vênh. Các bạn sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, bởi vì ai cũng rất nhiều người trải qua những câu chuyện giống các bạn. Và mình mong là cái series podcast của Người Trong Môn Nghề này sẽ trở thành một, đúng gọi là một người bạn, một người bạn đi đồng hành cùng các bạn trong những cái chặng đường sắp tới. Và mong là những cái trải nghiệm chia sẻ từ team này, từ team sản xuất cũng như là các vị khách mời của chúng mình, từ đầu lúc chương trình phát sóng cho đến mãi về sau nữa, thì sẽ cho các bạn được rất nhiều những cái lời khuyên và những cái định hướng rõ ràng hơn trên con đường của các bạn. Và cũng anh Andy và chị Isa, trước khi mình kết thúc chương trình thì mọi người có lời nhắn nhủ gì tới các bạn khán thính giả đang nghe số podcast đặc biệt này không ạ? Phụ nữ đi trước. Thì gửi đến các bạn mà đang cảm thấy chênh vênh hay là hoang mang thì cứ tiếp tục chênh vênh. Và như mình đã nói rồi ấy, nếu mà các bạn không biết phải làm gì thì bạn có thể làm gì cũng được. Đừng quá lo lắng và hãy đi, rồi các bạn sẽ dần tìm ra được đáp án của mình thôi. Ừ. Đúng vậy, cố lên các bạn ơi. Yeah. Sắp tìm được rồi. Cố lên nghe có thể nó hơi xáo sắp rỗng. Sắp tìm được rồi. Cố lên nghe nó có thể hơi xáo rỗng, nhưng mà các bạn cứ phải thử, các bạn mới biết á. Phải thử. Điều quan trọng nhắc lại là rồi sẽ đến một ngày. Và em nghĩ là em có một điều muốn nhắn nhủ các bạn, đấy chính là nếu mà các bạn có gặp vấn đề thì các bạn hãy cứ alo cho chúng mình. Cứ kể với bọn mình đó. Bởi vì bọn mình rất sẵn sàng nghe. Bọn mình không hứa là bọn mình sẽ giúp được các bạn, sẽ giải quyết vấn đề giúp các bạn, nhưng mà bọn mình hứa là bọn mình sẽ là những người ngồi nghe các bạn. Bọn mình hứa là sẽ là người thật sự đặt mình vào câu chuyện của các bạn, bởi vì có thể một phần nào đấy bọn mình cũng đã từng trải qua rồi. Thế nên là nếu các bạn muốn chia sẻ với chúng mình thì các bạn có thể nhắn tin cho bọn mình này, hay là còn khách nào khác không? Ngoài nhắn tin cho chúng mình, dĩ nhiên là các bạn có thể vẫn là lên fanpage của chúng mình à. Và sau đó thì hãy tìm bài viết được ghi ở trên đầu trang có tiêu đề là Người Trong Một Ngày Confession, và các bạn có thể truy cập vào link, sau đó gửi câu hỏi của các bạn tới team chúng mình. Chúng mình lúc nào cũng check cái thông tin các bạn gửi tới một cách rất là thường xuyên đó. Thế nên là rất là mong là các bạn sẽ ủng hộ chúng mình nhiệt tình này và nhiệt tình chia sẻ câu chuyện của các bạn. Một cách khác nữa đó là các bạn có thể gọi là tìm kênh Người Trong Một Ngày Podcast ở trên YouTube và comment trực tiếp vào từng podcast mà các bạn quan tâm, hoặc là comment vào các bài post trên cộng đồng YouTube của chúng mình, để chúng mình có thể thu thật là nhiều thông tin từ các bạn và đưa ra những cái podcast nó chuẩn, không phải là chuẩn mà gọi là có ích á. Đúng cái nhu cầu các bạn. Đúng rồi. Và nếu mà các bạn có vô tình lướt qua những cái kênh podcast của chúng mình thì các bạn có thể để lại comment ở phía bên dưới rằng các bạn muốn nghề nghiệp nào được xuất hiện trong những buổi podcast đợt tới, các bạn muốn nghe những câu chuyện của những anh chị làm trong nghề nghiệp nào, hay thậm chí là cho bọn mình biết để bọn mình cố gắng tìm những khách mời cho các bạn. Đúng rồi, các bạn gợi ý cho bọn mình những nhân vật đi. Đó, cụ thể là ai, các bạn muốn gặp ai để bọn mình làm việc với cả người đấy. Mà mình sẽ cố gắng. Có mời được không? Cố gắng nhất có thể. Comment đi. Bọn mình tin là bọn mình sẽ cố gắng. Đấy. Cố gắng.